Hello anh em, lại là mình đây, chào mừng anh em đến với kênh vlog của mình. Thì hôm nay là ngày thứ hai tại Nha Trang nha anh em. Ngày thứ hai này thì mình sẽ dẫn anh em đi tới Thác Bà. Anh em cùng đi theo chân cùng để coi hết review của Thác Bà ở Nha Trang nha. Đi. Đường lên Thác Bà cũng gọi là không gọi là quá cao như ở những cái tượng, những cái khu vực tượng Chúa ở Kitô ở Vũng Tàu nha này, là ngắn thôi. Được cái là phải có sức khỏe nha này. Tối hôm qua mới dẫn anh em đi ăn hải sản rồi, nay có sức khỏe đi leo nữa. Như anh em cũng đã thấy thì ở đây là khu viên của Thác Bà. Thì Thác Bà này là một sự hình thành từ nguồn lịch sử, đó là của dân tộc Chăm Ba. Thì trong quá trình gọi là cái thời kỳ phát triển thịnh vượng của cái đạo Hindu á, tức là Ấn Độ giáo á, thì khu vực này được xây dựng lên là để cho cúng các vị thần đó. Thì như anh em cũng đã thấy thì ở đây hình thành rất là lâu rồi, rất là lâu đời rồi, cho nên cảnh ở đây rất là kiểu như là rất là cổ kính và tôn nghiêm. Thì như anh em cũng thấy không, thì công viên ở đây nói chung là nó rất là đẹp, cổ kính, nhưng mà tôn nghiêm nó luôn là hàng đầu. Cái là bên cạnh đang xây cầu thì nó hồ màu xíu, anh em thông cảm. Đây là những danh lam thắng cảnh người ta có chụp, tức là nó gần ở Thác Bà. Đây là những danh lam thắng cảnh này và đặc trưng của Nha Trang nha anh em. Khu vực này khu vực Cam Ranh đúng không ta? Khúc này là đi về nha anh em. Khúc này là đi về từ Nha Trang sẽ đổ về Sài Gòn. Pha này sẽ có nhiều, rất là những tour này sẽ có rất là nhiều pha chạy. Chạy dữ dội đó anh em. Đường này có ông mang không ta? Beep, beep, beep.
đẹp không? Thấy chỗ này đẹp không? Đường này lựa chọn đi là đúng đắn đúng không? Đấy là đi lựa chọn đi đường này là đúng đắn đúng không? Quá đẹp. Cung đường này quá đẹp. Nhưng mà được cái là bò lao ra đường hơi nhiều. Ê, cái thằng chạy dễ sợ. Hả? Cái gì? Đâu nó bị chính mà, nó ở đây mà. Nhưng mà được cái nó chạy hơi ghê. Đúng không? Đi đèo thì mình không ngu gì mà mình chạy nhanh đấy á. Cứ đi từ từ tàn lên đúng không? Cho an toàn chứ mất gì mà phải đạp hết gà hết số chi mà đúng không? Lỡ mà nó xè xuống cái hư xe tốn tiền. Đẹp không em? Hả? Có nắng nhưng mà nó che rồi á. Ê, bỏ cái tay đi nè. Rồi. Đang lên đèo á. Wow, đèo hùng vĩ à. Hay là có làm phân cách á, dễ chạy. Vô đó chụp không? Đỡ chạy qua rồi. Xuống đèo này, địa phận Cam Lâm này, chưa không? Mà vô ngay khúc cua kia quá. Ừ, đừng chụp vào khúc này, nguy hiểm quá. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp không? Đứng khúc này mà đứng lại chụp cái đẹp này. Đường đèo quá đẹp luôn. Nhưng mà được cái là đèo này đi hơi bị nguy hiểm. Nhưng mà sẽ không nguy hiểm bằng cái xe mấy cái đèo khác. Nhưng mà gọi cũng gọi là nguy hiểm á. Được cái là cái đèo này nó hay ở chỗ là nó có lên phân cách luôn. Khỏi đi làng này với làng kia. Đi an toàn hơn. Này giống như là khu du lịch của nó này. Nó làm xong rồi nó làm phân cách ra cho nó đẹp á. Này khu du lịch này. Mia resort. Hả? Resort trong đó mới lớn hả?
Đi này sạt lở xuống giữa sợ quá em. Đi này mà sạt lở xuống sợ không? Đường này mà đi đỡ hơn cái đoạn đường kia bao nhiêu km ta? Chắc cỡ mấy chục mấy rồi, mấy chục cây không? Mà em nhìn là em thấy gần hơn hả? Nãy giờ mình đi tầm khoảng ba mấy cây. Cái này là chạy thẳng vô thành phố Cam Ranh luôn hay sao? Cái này là chạy thẳng vô thành phố Cam Ranh luôn hay sao? Sắp tới luôn hả? Nhanh vậy? Phải má chạy có xíu xíu mày tới luôn hả? Đường này có ma không trời? Đóng cho có là thấy xe ô tô này nó chạy không chạy, nó không chịu chạy. Và chứng tỏ là đường này có cái gì đó nó không chạy chứ. À có chạy này. Đây tuyến đường từ mình đổ từ Nha Trang về, gió rất là lớn cho nên chạy không có nổi, không được, chạy nó quật tay lái liền anh em ạ. Cho nên đi xe là cái tay lái phải quật chắc cực kỳ, lúc nào cũng phải tập trung ấy. Đã đi ở tốc độ 90 rồi và trở lên là bắt đầu phải tập trung rồi. Một tuyến đường dài anh em đọc phun phay thì anh em có thể cho đó là một cái tốc độ thấp, nhưng mà đối với nhiều người đó là tốc độ rất là cao rồi à, chạy cho an toàn xíu là được. Giờ là mình với bạn đồng hành của mình sẽ di chuyển về phía Phan Thiết, bắt đầu chơi tiếp, mai sẽ đổ về lại Sài Gòn ha. Bạn ở đây thôn quê anh em ha, mỗi lần mà gửi tới 10 người ta đút rác á, anh em có nhớ là hồi xưa không? Đó. Ở quê á là hay vậy lắm, kiểu như là người ta đút rơm rạ đó, thơm đó anh em. Không khí mới là một quay ở tuổi thơ vậy á. Trời thì hơi âm u một xíu. Biết qua bên phía hướng bên kia của một núi này thì không biết cái trời có sáng được không hả? Tình hình là hiện tại là trời rất là tối. Nhưng mà tuyến đường này thì hơi bị đẹp. Phải chỉ có chút ánh sáng thì tuyến đường này rất là tuyệt vời đúng không anh em? Tải ở xe mình hiện tại đang chở theo là một cái ba lô chắc khoảng 30kg, 40kg đó, đó khá nặng, đồ khá nặng cho nên gia tốc của xe nó sẽ giảm xuống. Nhớt thì nhớt bao đốc này đảm bảo quá trình chạy tour tuyệt vời luôn anh em, bao bốc luôn.
nhớt này đúng là cái chỉ số nó cao hơn mấy dòng nhớt khác, tuyệt vời á. Theo mình đánh giá nha, đi tour thì Baroque này nó ngon hơn cả Speedo luôn á. Đang chạy tại vì mình có chạy tour với nhớt Speedo rồi, nhưng mà cảm giác mà so sánh giữa Speedo và Baroque này thì mình vẫn lựa chọn Baroque tốt hơn. Thì Baroque nó có một cái gọi là cái ưu điểm của nó là bốc mạnh cực kỳ đó, nhưng mà được cái là nếu mà đi đường phố thì nó cũng gọi là nóng đó, nhưng mà nóng nó không có gọi là quá nhiều, không có nóng nhưng mà nó không nhậu ngồi quá nhiều, nó sẽ nóng hơn Phúc Sư Liên một chút. Nhưng mà riêng cái gì tour thì nó mát chùi, đi tour thì mát chùi. Các bạn, các anh em trải nghiệm rồi thì anh em sẽ biết rõ hơn cái dòng nhớt này, chứ mình nói thì chung chung lắm. Thì cái này là theo ý kiến riêng của mình thôi, thì dòng nhớt Baroque này đủ sức để anh em chạy tour mà kiểu như là 1000 cây quay đầu vô tư, thiệt vô tư luôn á. Nhưng mà nếu mà anh em kỹ thì thường là sẽ chạy tầm khoảng 500 thay, tại vì đi tour xa là một cái máy mình hoạt động liên tục á, thì việc mà chạy 500 cây thay nhớt á đảm bảo là xe mình rất là mượt mà luôn á. Còn không, nếu mà anh em là chạy tour xa nữa thì cứ 500 ngàn cây thay lần, ngàn cây thay lần thôi thì cũng được rồi, không cần quá khắt khe với cái xe mình, quá kỹ với xe mình. Nhưng mà khả năng anh em đi tour thì anh em nhớ châm thêm 100ml để đảm bảo đó là hao hụt của nhớt khỏi bị lấp bê ha. Nói chung là xe đi phải kiểm tra ốc nhớt đồ nhiều lắm anh em ơi, đâu phải muốn chạy là chạy đâu, nó an toàn cho mình là trên hết. Nãy dự định của Tùng á là ban đầu dự định của anh em luôn á là đi ra thẳng Hà Nội á, đi ra thẳng Đà Nẵng luôn rồi bắt đầu đâm ra Huế, nhưng mà do một số trục trặc vấn đề liên quan tới nói chung là sức khỏe cũng có, trục trặc kỹ thuật cũng có này, thì bắt đầu là hạ xuống là tới Nha Trang là bắt đầu dừng cuộc chơi và dừng ở Nha Trang luôn. Thì đi dừng ở Nha Trang và bắt đầu là di chuyển chơi Nha Trang khoảng được 2 ngày, bắt đầu di chuyển xuống Phan Thiết trở lại. Chuyến đi này nói chung là khá là tốn kém ở đây, mà tốn kém ở đây không phải là tốn kém về cái mặt xe cộ mà là tốn kém về việc ăn uống, ăn quá tốn tiền anh em ơi. Ăn quá nhà này tốn tiền á. Như cái những cái cua này thì anh em để những em học sinh đi qua đường rất là ẩu, cho nên hoặc là những người phụ nữ hay chạy xe qua đường nó ẩu lắm, cho nên anh em kỹ càng xíu, đi giữ kỹ càng an toàn cho cả đôi bên. Đường vắng thì được đó, nhưng mà chạy qua những cái khúc cua hay là những cái cả ba vậy đó, thì anh em giảm tốc xuống còn ở 70-80 thì đủ mình xử lý ha. Chúc anh em có một chuyến đi lúc nào cũng an toàn và bình an.